dãi suốt một đời tranh vênh, suốt một đời buồn tênh. Em có thương thì xin chút hiền ngoan thật lòng, vì cõi đời này là những rời theo năm tháng, chết trên lưng tháng ngày. Tôi mang hồn cỏ dại, ngây ngô tự hỏi lòng, bỗng một ngày thiên thu Thật. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi là một ca khúc có tựa đề là Đời Bỗng Phù Du của chú Tư Công Phụng. Ca khúc này thì cũng nghĩ là có rất là ít người hát trước đây. Và khi mà Thu Hà hát những bài hát ở trên sân khấu của Paris by Night, thì vì một lý do nào đó các vị producer của trung tâm, anh Thi và chị Marito, rất là muốn giao cho Hà hát những cái bài mà ít người hát. Bài hát sau đây của chú Từ Công Phụng cũng đã được sáng tác từ năm 1968, nhưng mà Hà chưa có nghe ai hát bài này bao giờ. Và hy vọng rằng là sau ngày hôm nay, khi mà Hà hát trong cuốn 135 này, thì bài hát sẽ trở nên quen thuộc với tất cả quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm cũng rất là jazzy của nhạc sĩ Từ Công Phụng, có tựa đề là
Lời của thành phố. Xin mời cùng nghe sau đây. Người còn trong thành phố vắng, đốt từng chuỗi ngày dài. Ngày buồn trôi hờ hững, tắt theo làn khói thuốc bay. Tuổi vàng đi lạc lõng, cuốn theo từng gót chân dài. Gọi buồn lên thành phố vắng, đâu còn dấu. Nghe ngày thức giấc, nỗi buồn len vào mái tóc, nỗi sầu trên ngón tay. Gọi tình yêu đường phố kênh, cho những đêm thôi không còn dài. Nghe nhớ thương trôi đi miệt mài. Ngày lên tương khắc, cánh hoa nào phai rơi trên đồi hoang dại, trên đồi hoang. Bao lẻ loi tay dài trên đường phố vẫn còn buồn, âm thầm nghe từng bước chân đi trên ngày tháng nào vắng xa. Không còn tin ôi nụ cười, ôi từng đêm giấc ngủ bình yên. Rời xa thành phố, cõi mang đời hiền cho người. Người còn trong thành phố, để mưu phiền chúng mất sâu. Lời buồn của thành phố vắng bóng người, cúi xin đời. Còn người mang từng tiếng hát ngọt ngào. Giấc ngủ bình yên và bạn bè. Người rời xa thành phố, cúi mang đời hiến cho người. Người còn trong thành phố, để mưu phiền chúng mất sâu. Lời buồn của thành phố vắng bóng. Còn người mang từng tiếng hát ngọt ngào vỗ giấc cho nhau. Lời buồn của thành phố vắng bóng người, cúi xin người. Còn người mang từng tiếng hát ngọt ngào vỗ. Quý vị có hứa với Hà là sau khi mà băng 135, 135 ra thì quý vị sẽ thuộc bài hát này không ạ? Yeah, it's good, right? So, hôm nay Thu Hà không biết quý vị có để ý là có cái gì khác ở Hà không? Phải không ạ? Tại vì Thu Hà thường thường là rất là giản dị và ít khi mà mang móng tay dài như thế này. Nhưng mà hôm nay
có một cái bộ móng tay mà nó quá lóng lánh, rất là đẹp. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Hà cảm thấy mình thực sự như là một công nương. Bởi vì là ở trong cánh gà, Hà phải có người mặc quần áo cho Hà này, có người đi giày cho này, có người đút ăn cho nữa. Tại vì là với cái bộ nail rất là đẹp như thế này thì là Hà lại quá tập trung vào và cũng rất là khó. Nhưng mà lên sân khấu thì ca sĩ phải đẹp đúng không ạ? Quý vị nhìn những cái viên kim cương rất là sáng này, mà quý vị thử nghĩ xem nếu mà nó là đồ thật ý, thì chắc là Hà cũng down payment được một cái nhà chứ, đúng không? Cho nên là thưa Hà, rất là xin cảm ơn D&D đã tặng cho Hà một cái trang sức mà Hà không cần phải mang các loại jewelry khác nữa, chính là cái bộ nail này. Xin cảm ơn rất nhiều và Hà sẽ còn gặp lại quý vị.